Liệu pháp dắt hơi có một lịch sử dài và được truyền bá rộng rãi. Dắt hơi là một liệu pháp y khoa hiệu quả bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước. Nhưng với phương pháp dắt hơi truyền thống, có khuyết điểm là sẽ gây phỏng và không an toàn. Kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và y học cổ truyền, bộ dắt hơi hút chân không là sản phẩm khá độc đáo, sẽ giúp chữa trị các chứng đau lưng, đau ở vai, đau phía dưới chân tay, đau đầu, cảm cúm, nhức mỏi, điều hòa kinh mạch. Được sản xuất thay thế những ống dắt hơi truyền thống bằng phương pháp hút chân không, để các ống dắt hơi hút vào trong cơ thể tại các vị trí huyệt để tạo ra kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ cho quý vị trong việc phục hồi những triệu chứng như trúng gió, cảm lạnh, ẩm ướt, nóng và nhiễm độc, và từ đó thì lưu thông khí huyết. Được làm bằng nhựa trong suốt, giúp bạn có thể dễ dàng quan sát tình trạng da của người dắt hơi, tránh tình trạng để quá lâu, da bạn sẽ bị bầm tím, không tốt cho sức khỏe. Sản phẩm sử dụng phương pháp hút chân không, quý vị chỉ cần để ống dắt hơi hút vào cơ thể tại các vị trí huyệt đạo, tạo ra kích thích tuần hoàn máu. Sử dụng sản phẩm dắt hơi hút chân không sẽ rất an toàn, không bị phỏng, không sợ lây bệnh truyền nhiễm, tiện lợi cho gia đình và có thể mang đi du lịch. Nice again.